MC Kỳ Duyên sợ tái mặt vì suýt mất đồng hồ nhẫn kim cương trên máy bay. Trước khi máy bay đáp là cởi hết đồng hồ nhẫn kim cương, tiền mặt bỏ vào túi nhét trong vali chứ không để trong ví đeo bên người vì sợ bị móc bóp. Thế mà sau khi lấy hành lý, mở ra kiểm tra lại lần nữa đã không thấy cái bao đựng tiền, đồng hồ nhẫn. MC Kỳ Duyên chia sẻ: MC Kỳ Duyên tái mặt suýt mất đồng hồ nhẫn kim cương trên máy bay. Vừa qua, MC Kỳ Duyên bất ngờ chia sẻ chuyện suýt bị mất loạt đồ giá trị trên máy bay như tiền mặt, đồng hồ, những kim cương, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, nữ MC viết: "Bay một lèo nửa vòng trái đất từ Melbourne về Sài Gòn, rồi Hà Nội và cuối cùng đến London. Trước khi đến London, đọc Facebook của Ngô Thanh Vân thấy cô ấy than bị cắp mất đồ ở trên nên bụng bảo dạ phải hết sức cẩn thận." Trước khi máy bay đáp là cởi hết đồng hồ, nhẫn kim cương, tiền mặt bỏ vào túi nhét trong vali, carry on chứ không để trong ví đeo bên người vì sợ bị móc bóp. Thế mà sau khi lấy hành lý mở ra kiểm tra lại lần nữa, đã không thấy cái bao đựng tiền, đồng hồ nhẫn. Tái mặt nghĩ lại, từ lúc lấy vali trên máy bay xuống, nó không hề rời mình. Lại ngồi hẹn thương gia chỗ rất rộng rãi, chắc chắn là không có ai đụng vào mình để móc cắp. Vậy cái túi đó ở đâu? Trời ơi, con cầu trời, cầu Phật, cầu Chúa, cầu luôn cả thiên thần. Cái túi đó ở đâu? À, con để quên trên ghế, trên máy bay, chạy phóng ra quầy trình làng. Cũng may là nhân viên của ở London, Heathrow rất lịch sự và chuyên nghiệp. Họ gọi lên máy bay kiếm được giỏ và còn cho hai nhân viên cùng đi để kiểm chứng đồ cũng như tiền trong giỏ trước khi đưa lại. Cô nhân viên ở quầy mới báo cáo là có đủ hết đồ rồi, không thiếu một đồng, đồng hồ và nhẫn cũng có luôn. Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của MC Kỳ Duyên nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không ai móc tự mình để quên, cũng còn may là chị chưa mất của. Facebook IT hài hước nhắn MC Kỳ Duyên. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng không ngại hiến kế giúp MC Kỳ Duyên giữ của khi đi máy bay khiến fan cười ngất. Lần sau cất hết đồ vào vali kể cả quần áo nữa nha. Lần sau mua băng keo dán vào người luôn cho chắc ăn hay không bằng hay nói chị, lần tới nhớ cẩn thận nha, lạc mất đồ còn tìm lại được, để làm mất con tim thì một đi không trở lại đâu nha. Trước đó nữ diễn viên, đạo diễn kim nhà sản xuất Ngô Thanh Vân gây xôn xao khi chia sẻ chuyện bị trộm đồ trong chuyến công tác tại châu Âu, khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể Ngô Thanh Vân cho biết cô bị mất trộm điện thoại, hai thẻ tín dụng và tiền mặt. Nó ý chỉ những kẻ trộm, lấy hết điện thoại chế, giờ nó móc luôn bắp tiền. Cảnh báo cho những bạn Việt Nam đi du lịch ở châu Âu, Pháp, Anh, gì cũng vậy nhé. Hôm qua đi vô chỗ đông người chen chúc mấy người trùm đầu chen chen đụng đụng mình, xoay lại cái bóp đeo mở học và cái bóp nhỏ đựng tiền biến mất trong tích tắc. Xoay lại nhiều người đụng quá, chơi trùm đầu ai biết ai, vậy là tiền mặt của sinh viên nghiêm túc và hai cái thẻ tín dụng bay mất, nữ diễn viên cho hay.